30 tháng 3 năm 2016 với lý do là hai mắt nhìn mờ và bổ sung. Về bệnh sử của bệnh nhân là năm 2003, bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng Steven Johnson và điều trị tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sau đó bệnh nhân bỏ tái khám. Đến năm 2012, bệnh nhân điều trị tiêm xoa với cefalosin và tái phát hội chứng Steven Johnson. Sau đó bệnh nhân cũng đến khám tại Bệnh viện Mắt và chẩn đoán hai mắt là huyết áp mạng suy giảm tế bào gốc trên hội chứng Steven Johnson, điều trị là FML, Redcrest và Vovac Liposic. Hai mắt bệnh nhân mờ dần dần và bệnh nhân cũng bỏ tái khám. Từ năm 2014 đến nay, hai mắt bệnh nhân mờ ngày càng nhiều hơn, cảm giác cột sống có dị vật trong mắt. Thì bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt. Thì căn của bệnh nhân là có viêm dạ dày và viêm xoang sàng sau. Diễn tiến điều trị là đến bệnh nhân đến khám vào ngày 30 tháng 3 năm 2016 thì được chẩn đoán hai mắt là sẹo giác mạc, suy giảm tế bào gốc vùng rìa, dính mi cầu, lông siêu, NGD, viêm sừng hóa bờ mi trên hội chứng Steven Johnson và được điều trị với IGC, Salerin và Bomatoprazole. Qua các lần tái khám thì quá trình điều trị của bệnh nhân, tình trạng bệnh nhân vẫn như cũ và không có thay đổi điều trị. Cho đến ngày 26 tháng 5 năm 2016 thì điều trị là có thêm vào Restasis. Bệnh nhân quay lại khám và vào ngày 6 tháng 6 năm 2016 thì thị lực hai mắt đều là đến ngón tay 1 mét, nhà áp của mắt phải là 14.6 mm thủy ngân, mắt trái là 17.3 mm thủy ngân. BOT của hai mắt đều dưới 1 giây và làm test streamer thì mắt phải là 3 mm và mắt trái là 0 mm. Điểm nước mắt của mắt phải là 0.02 đến 0.05 mm, của mắt trái là 0.05 đến 0.07 mm. Và khi khám hai mắt của bệnh nhân thì mi mắt đều có lông siêu mi trên và mi dưới đỏ, viếng mi cầu ở phía thái dương và có đỏ và sừng hóa ở đầu mi. Về kết mạc thì bệnh nhân có cương tụ kết mạc và sừng hóa kết mạc. Về giác mạc thì có sẹo giác mạc ở tâm mạch nông và sâu 360 độ và có mạc khô mắt. Tìm phòng thì sâu và bán tuần sau thì có quan sát. Đây là hình ảnh mắt phải của bệnh nhân với sẹo giác mạc tân mạch nông sâu 360 độ và có mạc khô mắt. Trên hình ảnh topo của mắt, bệnh nhân thì thấy độ dày của giác mạc bóng đều và khi nhuộm với fluorescent thì có thấy tóc màu rất nhiều ở trên bề mặt của giác mạc. Và khi chụp tuyến meibomius thì có thấy là mi trên là có mắt tuyến meibomius ở 1/3 ngoài và 1/3 trong, 1/3 giữa thì có giãn các tuyến. Còn mi dưới thì cũng có tình trạng mất tuyến, đã đứt đoạn các tuyến và có giãn tuyến thì cũng nhớ. Hình ảnh của mắt trái cũng cần tương tự như mắt phải. Trên hình ảnh của UBM của mắt phải và mắt trái thì chưa ghi nhận bất thường. Xương bên chưa ghi nhận bất thường. Đánh giá thang điểm khô mắt OSD thì tổng điểm là 38 điểm nên kết luận là khô mắt mức độ nặng. Về chẩn đoán là hai mắt là sẹo giác mạc suy tế bào gốc vùng rìa, khô mắt mức độ nặng theo thang điểm OSD trên hội chứng Steven Johnson. Đây là tóm tắt bệnh nhân, là bệnh sử là bệnh nhân nữ 29 tuổi, nhập viện vì hai mắt nhìn mờ bộ sống. Bệnh nhân đã được chẩn đoán hội chứng Steven Johnson 13 năm, tái phát một lần. Hai mắt nhìn mờ dần dần, nặng gần trong 2 năm nay, kèm theo cảm giác cột sống thì đang được điều trị với Restasis, Salerin và Pomatoprazole. Tiền căn của bệnh nhân là có viêm dạ dày và viêm xoang sàng sau. Trên thăm khám lâm sàng thì thị lực của hai mắt là đến ngón tay 1 mét, nhà áp mắt phải là 14.6 mm thủy ngân, mắt trái là 17.3 mm thủy ngân. Và khi khám hai mắt thì mi mắt có lông siêu mi trên và mi dưới, đảo và sừng hóa bờ mi. Có dính mi cầu phía thái dương, về kết mạc thì có cương tụ và sừng hóa kết mạc, giác mạc có sẹo giác mạc, SPK 3 cộng và có tân mạch nông và sâu 360 độ, kèm theo mạc khô mắt, tiền phòng sâu. Trên chẩn đoán là hai mắt là sẹo giác mạc, suy giảm tế bào gốc vùng rìa, khô mắt mức độ nặng do thang điểm OSDI, trên bệnh nhân có hội chứng Steven Johnson. Dạ, câu hỏi em muốn hỏi các giáo sư là thứ nhất là kinh nghiệm của giáo sư trong điều trị giai đoạn cấp và nặng của hội chứng Steven Johnson. Câu hỏi thứ hai là kinh nghiệm của giáo
sư trong điều trị khô mắt ở bệnh nhân có hội chứng Steven Johnson. Câu hỏi thứ ba là theo giáo sư làm thế nào để điều trị màng khô mắt ở bệnh nhân này? Và câu hỏi thứ tư là những vấn đề khi ghép custom Fibro ở bệnh nhân này. Em xin cảm ơn sự quý lắng nghe của các anh chị và các bạn. If we see the acute phase of that, she is a kind of mild case of the Steven Johnson syndrome. But if we see the acute phase of the Steven Johnson syndrome, there are two ways to treat. One is a massive dose of the steroid we use, like one gram of the methylprednisolone IV for 3 days, followed by 60 to 80 milligrams of the either the beta bezolone, such kind of things, with an steroid eye ointment. And the other is the amniotic membrane transplantation. The procedure is completely different, but the aim for this procedure is try to minimize the cytokine storm. At the acute phase of the Steven Johnson syndrome, tears and also the blood, especially tears, there are tons of cytokines, IL-1, IL-8, and then IL-6, and MCP-1. They are way, way upregulated. It's about 100 times more than a normal subject. So that could kill the coronary epithelial stem cell. So once the coronary epithelial stem cell is killed at the acute phase, they are massive and scary. So I can try to minimize the aging of the coronary epithelial stem cell. The one option is a steroid use. The other option is amniotic membrane transplantation. Amniotic membrane tend to absorb the inflamed the cells from the ocular surface. So that's the acute phase. Yeah, the chronic phase for her, probably we try not to touch to her eye. But if that is a scar formation on the ocular surface with the same reform or so, at that time we use the cultivated oral mucosal epithelial transplantation. But whichever, still the cornea is quite irregular. That irregular cornea makes the astigmatism. So we have to correct that astigmatism. So therefore, we use the large size of the hard contact lens or osteen contact lens, kind of a large scleral type contact lens. And then the dry eye induced in the Steven Johnson syndrome is kind of sedative. Then the rapid membrane is still working. So if you do some kind of ocular surface reconstruction or so, the canonic light from the rapid membrane, that some of them is released. So I think there's more tear coming from the retina. So I think for us, even for the right eye, for her, probably we will use the hard contact lens to her. And that could maintain the water on the ocular surface, and that will eventually make some kind of improvement on the ocular surface. With the we have to be a bit careful about the alteration of the commensal bacteria, because in the Steven Johnson syndrome, at least in Japanese patients, they are more susceptible to the MRSA or MRCA. So sometimes we check the bacterial flora from the tears, and then if we see some kind of colonization of CNS, but then some certain time we use the either chloramphenicol virus or the not of the vancomycin, I don't think, but usually chloramphenicol of the certain time. Thì khi trong giai đoạn cấp của Steven Johnson đó thì nó sẽ giống như là có một cái cơn bão cytokine, thì khi đó thì cytokine nó tiết ra rất nhiều, rất hàng trăm lần so với bình thường. Cái chỉ có lại
cái đó là cái sử dụng steroid. Còn cái thứ hai là nó có thể là chúng ta ghép màng ối, thì cái ghép màng ối nó có cái tác dụng đó là cái màng ối nó có cái khả năng là nó hấp thu những cái tế bào viêm và nó làm giảm cái tình trạng viêm ở trên cái bề mặt nhãn cầu. Ở còn ở trong cái giai đoạn mạng thì có cái khả năng là như cô này có một cái khô mắt, thì khô mắt thứ phát do cái một cái siêu sinh thì cái chúng ta thấy khám thì thấy là trên cái tô khô thì thấy cái bề mặt các bạn đặt đều thì có thể gây ra cái tình trạng loạn thì không biết phương pháp có được chúng ta dùng những cái nắp cầm thì sẽ giải quyết được cả hai cái tình trạng là khô mắt và cái loạn thì cái bạn cái nắp cầm chúng ta có thể dùng chúng ta có thể dùng cái nắp cầm mà nó có cái nắp cầm giác mạc với lại cái kích thước lớn hoặc là chúng ta dùng luôn cái trứng của mạc để mà điều trị trong cái giai đoạn đó. I'm trying not to avoid doing any surgery here if possible. She's not so bad, right? And I suspect the condition may be a lot of it is the dry eye plus the irregular surface, like Dr. Peter says. So the dry eye is a problem, and one of the problems is that the patients may complain of a lot of discomfort. Partly is the keratin as well, so you have to sort that out. But do surgery here, I think. I will not suggest this. I totally agree with Dr. Yoshida that we should try to protect lens. We have got the gas permeable spiral contact lens, and sometimes that can work quite well. But a lot of our patients don't like it because it's difficult to use, to wear. So sometimes you can still try a soft contact lens here, but you have to be careful about infection. The dryness, but surprisingly, they get quite a lot of comfort. So sometimes what we do is we fit them with contact lens, and then over the contact lens we fit the RGD, so like a piggyback lens. And the RGD, you see that on the left eye, the black, the contact lens will not give you so good vision. If you wear a contact lens for comfort, also to protect the cornea, and then on top of that you have a piggyback rigid gas permeable hard lens. Then they actually get quite good vision. So we can just manage conservatively. But as time goes on, we need to watch to see whether the limbus gets worse because the disease can progress. Làm cho bệnh nhân là có cái cảm giác khó chịu và đồng thời có thể là nó cái thị lực của bệnh nhân sẽ không có cải thiện được tốt. Thì ở cô bệnh nhân này để mà giải quyết được hai cái vấn đề đó thì chúng ta có thể cho cổ đeo một cái kính áp tròng mềm trước và sau đó thì mình sẽ đeo thêm một cái kính cũng mạc cứng khí ở trên lên trên đó thì nó sẽ bởi vì cái kính áp tròng mềm không thôi thì nó sẽ không có cải thiện được thị lực của bệnh nhân và như vậy thì mình giảm được cái tỷ lệ thì hai cái kính cũng áp lên khác như vậy thì sẽ vừa là tạo được cái cảm giác dễ chịu cho bệnh nhân. To the last question about keratoconcinosis, I don't think there's any indication for keratoconcinosis here. If she can get what we call navigable vision, so she can function, you know, with the contact lens, then no surgery, and definitely not the posterior keratoconcinosis, because as Dr. Kimishita says, there's a high risk of infection here, you know, long term. Especially a lot of our patients who have MRSA. So some of these patients which have been in ICU for a long time, when they come to you, they may be having MRSA in the nose, so we would swab to see whether they're already MRSA positive. Because if you do surgery, you get an MRSA infection. So even for the osteodontal keratoconcinosis, if she's really very severe, then one keratoconcinosis could be the osteodontal keratoconcinosis. But she has got reasonable vision, we can keep her to see reasonably well in both eyes. I wouldn't even consider the OKB, that would be quite
still relatively mild to moderate. Dạ, còn cái câu hỏi cuối cùng đó là chúng ta làm những cái vấn đề liên kết pro về bệnh nhân này thì quy là sẽ không có làm thêm pro, bởi vì những cái lý do mà thì vừa đây hôm nãy thì cô bệnh nhân này cái thị lực bệnh nhân vẫn còn khá là ổn định, hơn bệnh nhân vẫn có thể đi lại, có thể sinh hoạt được bình thường, cho nên là mình tránh không có dùng thêm pro như những cái biến chứng của nó. Nếu như mà phải ghép ở một cái bệnh nhân với lại cái vấn đề thứ hai nữa là cái bệnh nhân Johnson nó thường đó, là khi mà ở cái đợt nặng trong giai đoạn cấp đó thì người ta phải nằm ICU, ta phải nhập viện, thì trong cái trường hợp đó thì ví dụ như cô này cũng có thể nhiễm có vùng xoay, có thể cô này cũng có viêm xoay, thì có thể là cái đó là do trong quá trình nằm viện lâu quá, thì khi mà có những con MRSA như vậy mà mình ghép cái oxy viêm rồi thì cái khả năng bị lộ nó rất là cao. Dạ, cho nên cái cô này này thì mình nên điều trị bảo tồn như vậy thôi. Cái này cuối các bạn có hỏi cái vấn đề gì không? Thì trong Steven Johnson đó, nó có giai đoạn cấp và giai đoạn mạng. Như bên Nhật người ta có những cái công trình nghiên cứu, người ta thấy như thầy nói đó, cái giai đoạn cấp thì người ta sử dụng corticosteroids 1 gram, 1 liều 1 gram, 1 ngày, tức là 1000 mg cơ tĩnh mạch nữa, trong vòng 3 ngày sau đó mình giảm liều. Tuy nhiên ở bên Steven Johnson thường thường là đến với bác sĩ mắt là chậm, mình không có can thiệp trực tiếp đến những cái bệnh viện da liễu hay gì đó, như bên kia thì người ta tiếp xúc với trực tiếp thì người ta sẽ đưa lên tình trạng cái hậu quả về tế bào gốc, thì phép của tế bào gốc thì nó sẽ tích hơn, tại vì giống như cytokine nó tấn công. Và cái trên Steven Johnson thì về vấn đề can thiệp phẫu thuật mấy bạn hết sức cẩn thận, các bạn thấy mấy thầy nghe mấy Steven Johnson là bỏ chạy hết, không ai dám làm gì hết. Các bạn như mắt như xưa cũng có một ca dính mi cầu mới chưa đến 6 tháng, lên đụng cắt cuối cùng hoặc chữ cuối cùng bỏ mắt. Các bạn cho các bạn phải cẩn thận trên những cái tim như xưa. Dạ, xin lỗi, nãy có dịch sai một chỗ là trong cái trường hợp khi mình điều trị một cái áp tràng á, dạ thì nếu mà mình đặt cái dính củ mạc thì mình chỉ cần đặt một dính thôi, còn nếu như là mình dùng cái dính áp tràng mà mềm á thì là mình phải đặt 2 dính, đó là mình đặt đủ dính áp tràng mềm, sau đó mình đặt một cái dính phần mắt đèn bình thường đèn nữa. Dạ, thì phải có 2 cách. Bác sĩ Vĩnh Khương còn dịch thiếu chút xíu. Tức là trong Steven Johnson tài nói tiếp chút lại nó vẫn còn hoạt động tốt, nó vẫn tiết ra rất tốt, thành ra khi mình phẫu tích vấn đề dính khí cầu, vấn đề điều trị viêm thì trong cái vấn đề điều trị phẫu mắt nó có sẽ thể phục hồi trở lại một phần, do cái biểu lại nó vẫn còn chức năng tiết ra đến mắt. Các bạn có câu hỏi gì không? Không có câu hỏi gì thì bây giờ bây giờ tôi sẽ đại diện cảm ơn hai ông thầy, thì mình sẽ gặp nhau, các bạn đến sớm chứ biết khoảng 1:45 tới thôi nhé, 2 giờ thì thầy có mặt, thầy sẽ nói tiếp cho mình hai bài. These are all challenges. So I actually think this has been a fantastic session and I've learned just as much as you all have.
institution and Vietnam also, your Vietnam audience as well. So I think this is a very good occasion for us to understand the more difficult cases. Some of them are, I think, we could share our knowledge, but also some of the cases I think it's we all come up. Thank you so much. Các bạn có thể về ha, 1:45 mình có mặt để